Tín Hiền chào bác nhá, chào mừng các bác đã quay trở lại kênh em, tiếp tục với chương trình video. Thì hôm nay một số cái mặt hàng mã hàng mới tiếp tục về của bác này. Đấy, hôm nay thì em cũng lên luôn bác mã hàng cái nồi cơm sáp quá nhá, nồi cơm sáp hôm nay về cái lô nồi cơm sáp rất là xịn này, tí nữa view cho bác xem trực tiếp luôn, hàng chất lắm đó. Rồi và một số mã hàng khác, thùng đồ nghề rồi là dây giếc các kiểu, rất nhiều mã hàng mới để phụ bác luôn, các bác cùng đón xem video nhé. Và lưu ý em là hóa đơn nhà em trên 200k thì các bác sẽ được miễn phí ship, ngoài ra thì giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhé. Nhớ cho em là hóa đơn trên 200k các bác sẽ được miễn phí ship. Và các bác lưu ý em là các bác xem kỹ video, xem kỹ sản phẩm trước khi mua hàng nhé, tránh tình trạng hàng đến nơi rồi là nhiều khi các bác thắc mắc nó rắc rối, xử lý rất là lâu. Đấy thì các bác nhớ giúp em là xem kỹ video, xem kỹ sản phẩm trước khi mua hàng. Đấy và hóa đơn trên 200k thì các bác sẽ được miễn phí ship. Rồi các bác xem video đừng quên ủng hộ em, xin một nút like, một nút đăng ký kênh, đón xem sản phẩm rồi video mới nhất em sẽ đi vào những cái sản phẩm đầu tiên trong cái video ngày hôm nay. Rồi sản phẩm đầu tiên thì em lên luôn với bác mã hàng, đó là cái dòng nồi cơm của thương hiệu Sáp này. Đấy, thương hiệu Sáp nhé. Đó, về cái lô mã hàng nồi cơm này, bữa trước thì nó về cái lô nồi của Cúc Cu nhưng mà đang bán hết hàng. Đấy, hôm nay thì tiếp tục về một cái mã hàng này, nó còn xịn hơn cả con Cúc Cu luôn. Đó là dòng nồi cơm của Sáp nhá, nồi cơm của Sáp rất là xịn sò. Đây, con này thì em nói qua về phần thông số công suất này. Công suất của nó sẽ là 900W nhá, và dung tích nồi sẽ là 1.8L, sử dụng điện 220, dòng điện 50W này. Đó, rất chất lượng luôn. Các bác sử dụng cắm điện Việt Nam thứ là thoải mái các bác nhá. Hàng của Sáp các bác nhá, hàng của Sáp rất xịn sò. Nồi cơm này thì là dòng nồi cơm cơ nhá, nồi cơm cơ nên là các bác dùng rất là dễ, nó không như những dòng nồi cơm điện tử. Con này thì các bác nấu cơm thì các bác chỉ việc là ấn nút thôi, rất dễ dùng nhá. Nấu cơm thì các bác nhớ cho em là ấn nút có thế thôi. Cho cơm, cho gạo, cho nước vào cái là các bác thả nồi vào cái, sau đó các bác bấm nút có thế thôi, rất dễ dùng, dễ sử dụng nhá. Đây em sẽ qua video các chi tiết về cái con nồi này. Dung tích của nó sẽ là 1.8L nhá. Phần vỏ ngoài bên ngoài thì toàn bộ sẽ bằng nhựa ABS cao cấp này. Và cái con này cái phần lưỡi mở nắp nó rất là tiện, các bác chỉ việc ấn vào đây. Đấy, tự động nó sẽ mở ra nhá, rất là tiện luôn. Và sản phẩm này thì đầy đủ các phụ kiện đi kèm, sẽ gồm có bác là một cái khay hấp này. Đấy, một khay hấp này. Sách hướng dẫn sử dụng nhá, quá ok luôn. Một cái môi xới cơm. Cốc đong gạo, đong nước này. Dây nguồn nhá, dây nguồn. Đấy, dây nguồn để các bác cấp điện. Và phần nồi. Nồi thì sản phẩm này nồi rất dày nhá, nồi dày lắm. Đấy, nồi dày cực kỳ. Nồi dày và nó đúc liền luôn nhá. Nồi dày đúc liền luôn, cực kỳ xịn. Nồi này là dung tích 1.8L, có tráng một lớp chống dính. Đấy, nano bạc chống dính rất là xịn. Đấy, yên tâm là nấu không lo bị dính nồi luôn nhá. Đấy. Và đây là phần bên trong. Bên trong thì mâm rất là to, mâm cực kỳ to luôn. Và cái lồng bên trong của nó toàn bộ sẽ là một cái lớp thép rất là dày. Đấy, khi mà các bác nấu cơm mà nó kết hợp với cái lớp thép này nữa thì nó om nhiệt rất là tốt, nên là cho ra một cái nồi cơm khi mà các bác nấu rất là ngon, cực kỳ ngon luôn nhá. Đấy, nấu cơm này yên tâm về con nồi Sáp đi. Bữa trước hôm qua thì em hàng về thì em đã test một bữa cơm nhà em rồi, nồi nấu cực kỳ ngon và nó cơm rất là dẻo và rất là ngon. Đấy, ngon lắm mà rất là dễ sử dụng. Cái này thì đặc biệt dùng cho các bác người già có nhá, các bác những cái nồi kia đôi khi rất là khó dùng, nhưng con này rất là dễ dùng. Các bác nấu cơm mà các bác nhớ em là chỉ việc là bấm nút cái thế là xong, có rất là dễ dùng thôi. Đấy, và các phụ kiện đi kèm con này, nó đợt này nó đi kèm thêm cái mã này, nó còn có cả khai hấp cơ. Đấy, bữa trước là con Cúc Cu là nó ít phụ kiện này hơn lắm, mà con này đợt này nó về nhiều phụ kiện mà nồi của nó chắc chắn mà nó đẹp hơn nhiều. Đó, và đây có phần quay sách nhá, các bác có thể sách di động mang đi mang lại này. Đấy, nồi cực kỳ đẹp, thiết kế theo dạng thiết kế phong cách hiện đại bây giờ nhá. Đấy, kiểu phong cách đời mới. Và các bác nghe cái phần các bác nhìn cái phần nút bấm nó cũng rất là sành điệu luôn này. Bấm cái tự động nó mở ra luôn. Các bác nếu mà các bác muốn bấm vào cái là các bác chỉ việc ấn xuống thôi. Đấy, các bác ấn xuống. Đây. Bị kẹt này, ấn xuống này. Đấy, ấn xuống là tự động nó sẽ vào, còn các bác muốn mở thì các bác ấn vào cho. Tự động nó sẽ mở ra nhá. Rất là tiện luôn các bác, rất tiện luôn. Đấy, rất tiện luôn đây. Đấy, tự động mở ra luôn. Đây, em đang để cái này nó hơi vướng. Đó. Đấy. Rất tiện dụng luôn nhá. Rất là hay cho một cái con sản phẩm mã nồi cơm Sáp nhá, nồi cơm Sáp. Đó thì em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là sản phẩm là cái mã hàng nồi cơm Sáp, một cái mã hàng mới vừa về xong. Giá của nó thì cực kỳ tốt, ưu đãi. Giá rất là bình ổn và yêu thương luôn. Nồi cơm Sáp này, nồi cơm Sáp. Giá của nó sẽ là đi 450k một nồi nhá, 450k một nồi. Và bên em bao ship tận nhà luôn. Đấy, các bác tranh thủ chốt đơn nhanh. Hàng này thì nó là hàng nồi cơ nhá, nên các bác dùng rất là dễ. Đấy, nồi cơ các bác chỉ việc là ấn nút thôi là tự động là nó sẽ nấu xong là nó sẽ tự động nó nảy, có thế thôi.
hàng của Sharp nhé. Đấy, model mới nhất và cái công suất nó rất là khỏe, công suất của nó lên đến là 900W nhé, nấu cơm cực kỳ ngon. Và các bác ngoài ra nấu các bác có thể hấp đồ ở đây được luôn, và sử dụng điện 220, giá cực kỳ yêu thương, ưu đãi và đầy đủ các phụ kiện đi kèm. 450.000 một con, mã hàng nồi cơm Sharp này, hàng của nó vẫn mới nguyên hộp này. Đấy, số lượng này rất là có hạn nha. Bữa trước thì nhiều bác đang mua cái nồi cúc cu đấy, thì nhiều bác cũng chưa mua được, thì mình có thể là tham khảo cái mã hàng nồi cơm Sharp này. Đi em hàng vừa về xong nhá. 450.000 một cây, bao ship tận nhà, giá siêu tốt, siêu hạt rẻ, dễ mua, tranh thủ chốt luôn các nhá. Rồi tiếp tục thì hôm nay bên shop có về thêm cho bác mã hàng, đó là thùng đồ nghề của Đức này. Lên mã em sẽ là sản phẩm là thùng đồ nghề của Đức nhá. Con này thì hàng của thương hiệu Harden. Em sẽ box cho bác xem thực tế về sản phẩm này. Thùng đồ nghề rất là đẹp luôn đấy. Đợt này thì cũng đang được giảm giá, một cái mức giá rất là ưu đãi luôn. Cái này thì bữa trước bên em đang bán là 550.000, đợt này thì bên em cũng đang giảm giá, xả kho bán nhanh cho bác một cái mức giá rất dễ mua luôn. Giá đợt này đang giảm rất tốt, nó chỉ còn có 450.000 một cây thôi đấy. Giá này gần như là giá tốt nhất thị trường luôn đấy. Đây, con sản phẩm thùng đồ nghề của Đức, của Harden nhá, của Đức, của Harden. Đóng gói rất kỹ càng ạ, đóng gói rất kỹ càng. Đây nhá, hàng của thương hiệu Harden của Đức này, đấy, của Harden của Đức nhá. Đó, và con này thiết kế cái màu rất là nhã nhặn và nó đẹp, chất lượng, nhìn nó chất quá, nhìn nó chất lắm. Sẽ có là kết hợp hai màu, màu cam và cái màu xám ghi. Toàn bộ phần thân vỏ các thứ này thì toàn bộ là làm bằng thép tôn thép lá nhá, thép lá rất là dày, thép lá dày lắm. Con này các bác cứ đứng này các bác giận em thoải mái. Và đi kèm các bác là hai cái tay sách nha, hai tay sách này các bác để sách mang đi mang lại này. Con này thì cái trọng lượng của nó phải lên đến là khoảng tầm là đi gần 5 cân nhá, gần 5 cân, rất là nặng luôn đấy, gần 5 cân. Nguyên một cái thùng này đấy, nặng dã man luôn. Đấy, rồi là tổng của nó sẽ là 3 tầng nhá, 3 tầng. Và khi mà mở ra nhìn nó rộng đúng như một cái cánh máy bay luôn, rộng dã man. Các bác để đồ để nước cho em thoải mái. Ở đây thì nó sẽ có một cái ngăn to này. Ngoài ra thì hai bên thì sẽ có là những cái ngăn nhỏ đi kèm. Đấy, để các bác có thể để ví dụ những cái đồ nhỏ nhỏ lặt vặt đây. Còn ngăn dưới này các bác để ví dụ như là máy khoan, máy cắt các thứ ra, anh em đi công trình các thứ ra, để đồ để đạc đây cũng rất là tiện. Là các bác để ở nhà mình để đồ đạc mình phân ra. Đấy, ví dụ như là mình phân lớp phân tầng thứ ra, mình để đồ đạc nó sẽ ngăn nắp, đôi khi là các bác tìm đồ rất là dễ tìm nha các bác nhá. Và hàng rất là chắc chắn luôn đấy, hàng chắc chắn, xịn, ngon lắm đó. Đây đấy, các bác nhìn những cái phần đinh tán này làm rất chắc luôn đấy, những cái lá thép rất là dày nhá. Con này các bác dùng thì yên tâm, thì muôn đời không lo hỏng luôn, dày cực kỳ các bạn, dày dã man luôn. Rồi nó cái thùng này nó nặng gần 5 cân cơ mà, nặng dã man luôn mà nó chắc lắm đấy. Riêng mà nó nặng này thì cứ yên tâm là về cái chất lá thép nó rất là dày đấy, lá thép rất là dày. Và cái phần nước sơn của nó, các bạn nhìn kỹ phần nước sơn này đấy, nó làm một lớp sơn nhám nhá, đấy, chống bụi chống bẩn và nó rất là bền màu đấy. Sơn nhám này các bác dùng rất là bền màu, hai màu kết hợp cam và xám ghi, nhìn rất là đẹp và khỏe luôn nhá. Và đây rất là hay là nó có tích hợp luôn là một cái phần lỗ này. Đấy, để khi mà các bác sử dụng thì mình có thể là móc cái khóa ở đây để các bác khóa cái thùng này vào. Đấy, để tránh trạng ví dụ có trộm cắp hoặc là mất đồ thứ xảy ra nhá. Các bác mang đi công trình đứa mình quạt cái khóa đây này. Đấy, yên tâm hơn nhá, rất là hay. Rồi, kích thước về số đo thì số đo 3 vòng của em nó thì là đi 42 nhá, 42 nhân 20 nhân với lại 205. Đấy thì tức là chiều dài sẽ là 42. Chiều rộng của nó là 20 và chiều cao của nó sẽ là 20.5 các bác nhá, 20.5. Đó, thì số đo của nó nhá. Đấy, nói chung là số đo cái kích thước này một cái kích thước nó rất là phổ thông và các bác dễ sử dụng rồi. Giá của nó thì em báo giá luôn. Rồi lên mã em sẽ là sản phẩm là thùng đồ nghề của Đức nhá, thùng đồ nghề Harden của Đức này. Giá của nó thì siêu tốt luôn. Bữa trước bên em đang bán là 550k đấy, hôm nay thì bên em cũng giảm giá xả kho luôn. Giá chỉ còn có là đi 450k thôi. Và bên em bao ship tận nhà luôn nhá. Giá cực kỳ tốt, yêu thương. Đấy, giá này gần như giá tốt nhất thị trường luôn đấy các bác nhá. 450k một con thùng đồ nghề của Đức nhá. Lên mã em sẽ là thùng đồ nghề 3 tầng của Đức này. Các bác có thể là mở ra và đóng vào một cách trơn tru rất nhẹ nhàng để đồ đạc vào đây, ngăn nắp tiện lợi, dễ dàng sử dụng, dễ dàng tìm kiếm cho em. 450.000 một con thùng đồ nghề của Đức như này. Giá siêu tốt, hạt rẻ dễ mua nhá. 450k. Các bác nhanh tay vào việc luôn này. Số lượng có hạn luôn nhá. Giá rất tốt.
Sản phẩm tiếp theo thì em lên luôn các bác hàng, đó là dây câu bình này. Đấy, hàng của thương hiệu Porter Cable, hàng này cũng của Đức quá nhá, hàng của Đức rất là xịn luôn. Con này thì nó là dòng dây câu bình ô tô ạ, dây câu bình ô tô. Con này thì cái công suất của nó sẽ là 2000 ampere. Đó, dòng dây câu bình. Các bác nhiều khi là các bác để cái bộ này lên trên ô tô rất là tiện. Nhiều khi ví dụ các bác có chết máy, mình nhờ một cái ô tô mình để câu bình, mình để nổ xe nữa rất là tiện. Chuyên để các bác câu bình nhá. Dây của nó thì sẽ là dây lõa đồng rất là to. Đây, lấy bác xem này. Dây lõa đồng cực kỳ to luôn nhá. Đó, dây lõa đồng sáng choang luôn nhá, cực kỳ to. Phần cạp cũng rất là chắc chắn này. Đấy, cạp rất là đầm tay nhá. Và đều được bọc cách điện. Đó, đều bọc cách điện mà cái phần dây rất là mềm. Đó, dây rất mềm luôn nhá. Dây mềm lắm, dùng ok lắm nhá. Đó, rất ok. À, và đi kèm thì sẽ có luôn các bác là một cái túi đựng nha. Đấy, để các bác có thể là đựng dùng cái này các bác đựng vào. Đấy. Con này thì sẽ gồm có là hai dây, một dây đỏ và một dây đen để các bác phân biệt hai dây âm và dây dương. Và tổng chiều dài của hai dây thì sẽ có tổng chiều dài là 3 mét một dây nhá. Tổng chiều dài hai dây sẽ có là 3 mét một dây. Đấy, cứ một dây này là 3 mét này. Và sẽ có là hai dây, một dây đỏ và một dây đen nhá, một dây đỏ một dây đen. Đó, giá thì gọi là siêu siêu tốt, là rẻ luôn. Rồi thì các bác lên mã em sẽ là sản phẩm là dây câu bình. Hàng của Porter Cable của Đức thôi nhá. Giá thì em đang bán giá siêu siêu tốt luôn. Giá của nó sẽ là đi 170k thôi các bác nhá, 170.000 cho một cái bộ dây câu bình này, 170k. Giá rất tốt, dễ mua. Đấy, và dùng hay lắm. Các bác vứt trên ô tô hoặc các bác sử dụng các thứ ra, mình thi thoảng mình có cái dây này mình câu từ bình nọ sang bình kia rất là tiện. Đấy. Sản phẩm tiếp theo hôm nay bên shop có về một cái mã hàng rất hay, đó là cái dòng búa mini búa vàng này. Tên mã sẽ là búa vàng nhá. Bên em đang bán một cái cây búa vàng này sẽ là 60.000 một cây. Đó, nó là dạng búa vàng, búa mini nhá. Để các bác sử dụng, các bác gò gõ những cái đồ thủ công, đồ mỹ nghệ, những cái đồ mà kiểu là gõ nhẹ nhàng. Đấy, mà một cái con búa này dùng rất hay. Nó sẽ có hai đầu, một cái đầu bằng này, một cái đầu nhọn nhọn này. Và đây là phần thân búa này, thân búa thì bên trong. Thì khi mà các bác mở ra bên trong nó rất là hay, nó sẽ có tích hợp luôn bác là đầu vít này, đấy, một cái đầu dẹt này. Đấy, tiếp theo bác xoáy đây ra thì nó sẽ vẫn còn nữa cơ. Đó, một cái con đầu tô vít đầu cộng này, rồi một cái, đây là cái đầu tô vít đầu dẹt dạng nhỏ này. Đấy thì các bác sử dụng vừa có tô vít nhá, vừa có cả búa đinh luôn. Đấy thì khi mà tháo ra nó sẽ như này. Còn khi mà các bác lắp đặt vào thì nó sẽ thành một cây búa, vừa có cả búa này, vừa có cả tô vít luôn, dùng hay lắm. Đó, dạng búa mini búa vàng nhá. Lên mã em sẽ là cái cây búa vàng búa mini. Bên em đang bán một cây búa vàng búa mini này sẽ là đi 60k nhá, 60k. Đấy, 60k cho một cái cây búa vàng búa mini này, 60.000. Dùng rất là hay. Đấy, gò gõ các kiểu nhá, hay lắm. Tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng, nó là cái cây khò ga trắng nhá. Lên mã em sẽ là khò ga trắng này, con này dùng hay lắm. Đó thì các bác dùng để về lắp vào bình ga mini như mình. Hàng này thì hàng bên em sẽ là hàng lõi đồng. Đó, hàng lõi đồng nhá. Thì các bác sử dụng là rất là bền và nó chịu được nhiệt độ rất là cao. Đó, và có tích hợp đánh lửa tự động này, điều chỉnh ga to nhỏ nhá. Và về các bác sử dụng là lắp vào bình ga mini nhà mình là dùng xong. Đó, dùng rất là dễ. Chỉ việc là nhích ga, sau đó có bấm cái là bắt đầu nó đánh lửa, nó sẽ mồi là ga là ra luôn. Thế thôi, rất dễ dùng. Chuyên để các bác lắp vào bình ga mini nhà mình ok. Rồi em báo giá luôn, lên mã em sẽ là khò ga trắng nhá. Bên em đang bán một cái cây khò ga trắng là đi 50k một cây nhá, 50.000 một cây. Hộp hương trầm bên shop tiếp tục hàng về để phục bác này. Lên mã em sẽ là hộp hương trầm nhá. Các bác có dùng về các bác đốt này. Đó. Rồi là sử dụng cho thơm phòng thơm nhà, đốt cho thơm phòng thơm nhà, rồi các bác đốt ở bàn thờ nữ rất là tiện. Đó. Một hộp hương trầm này chắc khoảng tầm hơn 100 vòng nhá. Đấy, khoảng tầm hơn 100 vòng. Và một vòng là các bác đốt được rất là lâu, một vòng này nó cháy khoảng tầm tiếng hơn tiếng, cháy lâu lắm. Đó. Và mùi thơm thoang thoảng của trầm rất là nhẹ nhàng. Các bác sử dụng dùng cảm giác là các bác ngồi thưởng trà rồi là đốt hương trầm lên ngồi cảm giác nó nhẹ nhàng, dùng ok lắm. Đấy, lên mã em sẽ là hộp hương trầm nhá. Bên em đang bán một hộp hương trầm này sẽ là đi 40.000 một hộp nhá, 40k hộp hương trầm. Giá anh em đang bán sẽ là 40.000 cho một cái hộp hương trầm nhá. Khoảng tầm hơn 100 vòng nhá, đốt thoải mái luôn. Giá này cũng chỉ 40k thôi, dùng tiện lắm, dùng hay lắm. Táo đỏ Hàn Quốc, hàng bên shop tiếp tục về để phụ bác nhá. Lên mã em sẽ là sản phẩm là táo Hàn Quốc này. Dòng này là dòng táo sấy khô nhá, táo sấy khô. Cái này thì các bác dùng rất là dễ thôi. Về là các bác cứ ăn trực tiếp luôn. Đấy, không phải chế biến gì cả. Còn ngoài ra thì về mình có rất là nhiều những cái món chế biến đi kèm, cũng như các bác dùng để các bác nấu ví dụ như là nấu kiểu dạng hầm ấy. Hầm táo rồi là trưng yến các thứ đó. Rồi là nấu chè các thứ đó. Nói chung là đa năng lắm. Ngoài ra rất là thích hợp cho bác nào mà đang bị
tiểu đường này, rồi là cao huyết áp này, dùng sản phẩm này rất là tốt đấy, vì nó là dòng táo tự nhiên mà dùng ok lắm đấy. Và đặc biệt là bữa trước nhà em ngâm rượu, dùng cái này ngâm rượu uống nó ngọt ngọt êm êm hay lắm đó. Nói chung là sản phẩm táo khô Hàn Quốc dùng rất là tốt và dùng dễ sử dụng nhá, mà nó rất là tốt cho sức khỏe ạ. Giá em đang bán một cái túi táo khô Hàn Quốc này là 80k nhá, 80k một túi này được khoảng tầm 1 cân ạ. Và size bên em thì là size hàng táo loại 1, táo quả to nhá, táo quả to bình thường là các bác ở thị trường người ta bán những quả nó chỉ còn là ngón tay thôi. Đấy, nhưng bên em là các bác nhìn này, quả rất là to, quả nó bự mà quả to quả đều lắm. Đấy, giá thì 80.000 một ký táo Hàn Quốc nhá. Rồi sản phẩm tiếp theo thì em đi luôn các bác, mã hàng đó là cái này là cái cọ song nhá, cọ song này, cọ song thông minh nhá, dùng hay lắm. Về các bác dùng để chà cọ song phần đầu này, cái phần búi cọ này, còn trên này thì vì về thì các bác mở cho em cái nắp này ra, sau đó là các bác đổ dầu rồi bát vào đây và đậy nắp kín vào. Đấy, khi mà sử dụng thì rất là dễ dùng thôi. Các bác muốn dầu rồi bát ra thì các bác ấn vào cho em, ấn vào đây. Đấy là tự động dầu rồi bát nó sẽ phụt ra và các bác dùng cái này các bác cứ thế các bác chà, các bác cọ kỳ cọ xong rất là tiện. À, em báo giá luôn, bên em đang bán lẻ một chiếc cọ xong này là 15k nhá, 15k một chiếc cọ xong này. Còn nếu mà các bác nào mà lấy nhiều, lấy từ 10 chiếc trở lên thì bên em sẽ bán giá sẽ là 120.000 cho 10 chiếc nhá. Đấy, combo 10 chiếc. 10 chiếc là 120. Đấy, còn nếu các bác lấy lẻ một chiếc thì giá sẽ là 15k. Đó, cọ xong nhá, cọ xong thông minh. 10 chiếc 120k, còn lấy lẻ một chiếc thì sẽ là 15k một chiếc nhá, cọ xong. Đấy, dùng rất là tiện luôn. À, tiếp theo thì em lên luôn với các mã hàng đó là cái áo mưa của Honda này. Nên mã em sẽ là cái sản phẩm áo mưa của Honda nhá. Cái này thì nó là hàng tặng của hãng Honda. Đấy, thì em lô thanh lý được cái hàng tặng này, dùng ok lắm. Đấy, thì em báo giá luôn. Lên mã em sẽ là áo mưa này. Áo mưa Honda. Giá em đang bán sẽ là 30.000 một chiếc nhá. 30k một chiếc. Hàng dày rất chắc chắn lắm. Hàng tặng mà nên là xịn lắm và các bác dùng ok. Dòng này là dòng áo mưa choàng nhá, áo mưa choàng. Đấy, áo mưa choàng phủ đầu. Các bác dùng để đi xe đi cộ, đi giờ mưa gió rất ok. 30k một chiếc nhá. Đấy, nó rất là nhỏ gọn, các bác có thể là mua một cái vứt cốp xe phòng khi mà mình có mưa gió mình có cái mình che luôn rất ok. Áo mưa choàng Honda nhá. 30.000 một chiếc. Tiếp theo thì em lên luôn bác mã hàng đó là cái kẹp chuột này. Nên mã em sẽ là cái sản phẩm với cái kẹp chuột thông minh nhá. Dùng rất là dễ nhá. Cái này thì bác chỉ việc là bấm đây là. Đấy, tài cán vào lấy luôn, xong các bác có thể để mồi đây hoặc các bác để không được. Đấy, chuột nó chạy qua cái là dính luôn nhá. Đấy, nhạy lắm. Con này cứ chạm nhẹ cái là dính luôn và cái hay của nó cái cách sử dụng rất là dễ. Đấy, các bác lấy hai tay bóp đều này. Đấy, nó sẽ vào lấy luôn. Đấy, lấy hai tay bóp đều cái nó tự động vào lấy luôn. Và chạm nhẹ cái là dính luôn. Đó. Bác dùng để bẫy những cái chỗ đường đi lối lại chuột nó hay đi này, rồi là chỗ đầu hàng chuột các thứ, rồi các bác cứ cho tí mồi vào trong này nhá, chạm cái là dính luôn, rất nhạy nhá. Đó, lên mã em sẽ là cái sản phẩm là cái kẹp chuột chất liệu nhựa ABS cao cấp nhá, chắc chắn và các bác dùng sử dụng lâu dài. Giá thì em đang bán một cái kẹp chuột này là 15k nhá, 15k một chiếc nhá, và các bác lấy 10 chiếc thì em bao ship luôn. 10 chiếc kẹp chuột thì sẽ được bao ship, còn nếu các bác lấy lẻ một chiếc này sẽ là 15k. Kẹp chuột thông minh nhá, kẹp chuột hàm cá sấu này, 15k trước nhá. Đó, nhảy ngay gọi. Sản phẩm cân sức khỏe nhá, để các bác mua về các bác cân theo dõi sức khỏe các thứ của mình xem là đợt này cân nặng như thế nào rồi. Cân sức khỏe màn hình hiển thị điện tử, con này cân max tối đa sẽ được là 180kg. Và em báo giá luôn, lên mã em sẽ là cân sức khỏe này. Con này thì bên em đang bán giá sẽ là đi 100k nhá, 100.000 một cây. Dùng hay lắm. Đây em sẽ mở hộp cho bác xem một chiếc này. Chuyên để bác cân theo dõi sức khỏe của bác nhé. Nó làm mặt kính rất là đẹp. Mặt kính các bác vệ sinh rất là đẹp. Về thì rất là dễ dùng thôi. Về chỉ việc là tháo phần nắp này ra này, sau đó các bác lắp pin vào là dùng. Có thế đâu. Cứ đứng lên là cân nó tự nhảy như thế thôi. Dùng dễ vô cùng luôn. Đó. Lắp tháo pin ra, các bác lắp vào cho em nhá. Mở cái nắp này ra này, lắp cái hai pin mà lắp đúng cực cho em nhá, lắp đúng cực pin cho em. Đó, rất ok. Đậy cái nắp này vô rồi mở cân lên á, nó sẽ hiển thị toàn bộ cái thông số màn hình hiển thị ở trên này luôn. Đấy, báo luôn cả nhiệt độ luôn nhá, rồi là phần trăm pin luôn này. Cân tối đa sẽ cân được là 180kg. Đấy, chuyên để các bác cân người nhá, con này chuyên để cân người, cân sức khỏe nhá. Đây em sẽ cân test các bác xem này. Cái này thì cân thì các bác nhớ em là các cân là phải để những chỗ nào nó thật là bằng phẳng thì cân nó mới chuẩn được nhá. Đấy, để chỗ nào nó bằng phẳng thì cân nó mới chuẩn được. Đây, đó. Đây nha, giờ em sẽ đứng lên cho bác xem là đứng lên này. Đó,
cân này, nhảy luôn nhá. 56.30 kg này. Đấy, báo luôn đầy đủ về cái phần thông số trên này luôn nhá. 56.3 kg nhá. Đấy, rất rõ ràng luôn. Đấy, rất rõ ràng mà dễ sử dụng nhá. Đấy thì các bác chỉ việc lắp pin lên thôi, các bác để thôi. Để là một lúc sau là tự động là cái màn hình nó sẽ tắt nhá. Nên là rất là tiết kiệm pin, không lo tốn pin đâu, không cần phải tháo pin đâu các bác. Và giá anh em đang bán với chiếc cân sức khỏe là 100.000 nhá. Con này thì phần này là phần mặt kính nên các bác dùng rất là dễ vệ sinh và nó thiết kế theo dạng là siêu mỏng nhá. Các bác để những cái chỗ vị trí các thứ ra rất là gọn gàng. Đấy, và đỡ tốn diện tích nhá. Giá hợp lý đâu, 100.000 một chiếc cân sức khỏe theo dõi sức khỏe các bác nhá. Sản phẩm tiếp theo đem lên luôn bác mã hàng đó là cái hộp cao ngựa nhá. Đấy, hộp cao ngựa này thì để chuyên trị bác nào hiện tại đang bị nứt gót chân này, rồi là các bác chân tay các bác bị nứt nẻ này, bị khô này, các bác dùng cái này rất ok nhá. Đấy, nó giúp dưỡng ẩm này, giúp phục hồi da, đấy, giúp các bác trị rất điểm bệnh nứt gót chân các thứ rất ok nhá. Đấy, sản phẩm lên thì nó sẽ là dạng kem bôi gì đây. Đó, một típ này là 30g nhá, một cái hộp cao ngựa này là 30g. Đấy, chuyên trị nứt gót này, 30g nhá. Đó, 30g này. Đó, rất ok. Nó là dạng kem bôi nhá, thì về các bác chỉ lấy các bác bôi thôi. Bôi là xong, mùi thơm thoang thoải nhẹ nhàng nhá. Các bác bôi dưỡng ẩm rất là tốt nhá. Đây, nó là dạng kem này, bôi dưỡng ẩm rất là tốt. Dù các bác chị nứt gót chân các thứ nhá, rất ok. Rồi là tay chân các bác bị nứt nẻ các bác bôi vào. Đấy, tránh tình trạng nó khô da, dưỡng ẩm rất là tốt luôn. Em báo giá luôn nhá, lên mã em sẽ là cái hộp thuốc cao ngựa trị nứt gót ấy. Bên em đang bán một cái hộp thuốc trị cao ngựa nứt gót này, giá của nó rất tốt luôn. 20k nhá, 20k một cái hộp cao ngựa trị nứt gót này, giá được 20k thôi. Hàng vẫn nguyên tem này. Đấy, vẫn nguyên tem rất xịn sò ngon này luôn. Một hộp này là 30g nhá, một hộp là 30g. 20k một hộp cao ngựa trị nứt gót nhá, 20k hộp. Đây các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đấy, con này dùng ok lắm. Đây. Quang nó bị khoa với nước toát thành các rãnh sâu, đau lắm không đi được. Dùng mấy loại kem rồi mà không có thấy đỡ thì chút nào hết á. Em đau quá mới cầu cứu nhỏ bạn, thì nó mới chỉ cho cái chiếc kem giảm nước toát nhanh này đây. Mừng quá em cầu về xài thử liền, tưởng không đỡ, ai dạy đỡ không tưởng mọi người ơi. Bước chân em nó mềm mà còn hồng hào hẳn ra nữa. Mấy vết nước thì nhỏ và mờ đi trông thấy. Và nhất là em không còn thấy đau đớn mỗi khi đi lại chạy nhảy nữa. Giờ ai gặp em cũng hỏi dùng sản phẩm gì mà hay dữ vậy, cho xin bí quyết các kiểu. Em nói thật là em chỉ dùng mỗi túi kem giảm nước gót này thôi á. Mùa đông trời khô lạnh, anh chị nào mà gót chân bị nứt nẻ giống em thì bấm vào mua ngay để xài thử em này nha, không làm anh chị thất vọng đâu. Đó, thực tế về sản phẩm nhá, về chuyên trị bác chị nứt gót chân các thứ, nứt nẻ khô da, dưỡng ẩm rất tốt luôn. 20.000 đúng không nhá, 20k một cái hộp cao ngựa này nhá, 20k. Sản phẩm tiếp theo thì em lên với bác mã hàng đó là cái cây xăm thịt này. Lên mã là cái cây xăm thịt nhá. Bác nào hiện tại mà đang muốn làm, ví dụ là làm món thịt nướng, hoặc là các bác ướp nướng những cái ướp nướng, hoặc là các bác dùng để muốn ướp thịt mà nó ngấm gia vị hơn thì bác dùng cái này rất ok. Thì đây, dùng rất là dễ thôi. Nó là những cái cây xăm, nó có những cái phần đinh nhọn này. Đấy, về bác cứ xăm trực tiếp lên cái phần thịt của bác nhá. Ví dụ như này, bình như này nhá. Để em xăm nó xem này. Bác cứ cầm này bác châm này, cứ cầm này bác châm nữa. Đấy, nó sẽ tạo những cái lỗ này, lỗ nhỏ li ti. Khi mà các bác ướp thịt thì gia vị sẽ ngấm đều vào, các bác ăn món nào nó sẽ đậm đà hơn. Rồi là các bác dùng để ướp, để nướng, để rán này. Đấy, rồi là các bác dùng để các bác xăm những cái bì lợn các thứ rồi. Đấy, các bác muốn muốn chiên ấy, muốn chiên bì hoặc là nướng bì mà bì nó nổ ấy, thì các bác dùng cái này các bác xăm vào bì nhá. Đấy, để giúp bì nó nổ đều hơn, nó giòn bì hơn nhá. Đó, một cái sản phẩm rất là hay. Đó, lên mã em sẽ là cái cây xăm thịt nhá. Bên em đang bán một cái cây xăm thịt này, giá của nó sẽ là đi 30.000 thôi. Cây xăm thịt này, cây xăm thịt nhá, giá sẽ là 30k, giá tốt nhất thị trường luôn. 30k nhá, cho một cái mã cây xăm thịt này, dùng hay lắm. Đấy, nó là những cái đầu đinh inox rất là nhọn này. Các bác cứ cầm các bác xăm trực tiếp vào cái phần thịt, miếng thịt hoặc là miếng bì, cái thứ là các bác muốn sơ chế, muốn nấu món ăn nhá. 30k một chiếc các bác nhá. Hộp băng gâu 100 chiếc tiếp tục hàng về của bác này. Giá thì gọi là giá bao giá trường luôn, 20k nhá. Lên mã em sẽ là cái hộp băng gâu. Cái này là băng gâu băng dán cá nhân đấy nhá, băng gâu này. Đấy, băng gâu. Giá của nó sẽ là 20k một hộp này. Một hộp này sẽ là 100 miếng nhá, 100 miếng. Nó dùng để các bác dùng để dán vết thương, các bác bị đứt tay, đứt chân như thế nào. Các bác dùng cái này các bác dán cho em. Đấy. Rất ok. Đây. Đó, nó sẽ có rất là nhiều những cái loại khác nhau, ví dụ như là miếng to này, miếng nhỏ, miếng ngắn, miếng dài này. Đấy, nó còn có cả những cái miếng tròn tròn này, có nhìn. Đấy, những miếng rán là tròn, miếng rán nhỏ nhỏ. Nói chung là một hộp này là tổng hợp và là 100 miếng các loại các cỡ khác nhau nha. Đây em sẽ cho bác xem này. Đây, của nó thì nó sẽ như này này.
khi mà các bác mua thì nó sẽ có là bốn loại như trên hình các bác đang xem đây, một loại tròn này, một loại vừa vừa này, một loại to hẳn này và một loại nhỏ hẳn này. Thì các bác về dán cho cả gia đình nhà mình đấy, những cái vết thương nhỏ các bác dán những cái nhỏ nhỏ này, vết thương to thì dán những cái to đấy, trẻ con dùng nhỏ, người lớn dùng to đấy, tùy nhu cầu nhá. 100 miếng cơ mà, dán thoải mái, dán cả gia đình nhà mình luôn, 20k nhá, băng dán vết thương, băng dán cá nhân, băng gâu nhá, 20k một hộp 100 miếng. Bóng đèn đuôi tím hàng nguyên shop tiếp tục về để vụ nhá, và giá đợt này thì siêu siêu tốt luôn, lên mã em sẽ là bóng đèn đuôi tím này, đuôi tím cái đuôi nó màu tím, em lên luôn mã sẽ là bóng đèn, bộ bóng đèn đuôi tím nhá, đuôi tím giá của nó sẽ là đi 60k nhá, 60.000 một cái bộ bóng đèn đuôi tím nhá. Các bác mua đâu một cái bộ bóng đèn đuôi tím mà giá nó hạt rẻ này, các bác ra ngoài cửa hàng cửa hiệu ít, người ta đang bán một cái bộ này chắc nếu mà cả dây cả đuôi cả bóng luôn thì người ta cũng phải chắc phải bán khoảng tầm 150 một bộ luôn đấy các bạn. Đấy mà hầu như là người ta không có bán kèm này đâu, người ta phải bán lẻ đấy, người ta ít khi có những quán người ta bán kèm này đó, giá rất tốt luôn, các bác mua về là có cái dùng luôn. Thì đây một bộ này sẽ gồm có là dây nguồn này, có cả phích cắm luôn nhé, có cả phích cắm này, và tiếp theo là đuôi, đuôi thì nó có tích hợp luôn cả công tắc nhá, và đuôi sẽ là đuôi xoáy, và đi kèm là một quả bóng led nhá, bóng led này thì sẽ là 20W nhá. Đây em sẽ phân tích các bác xem này, bình thường các bác mua ở quán là một cái đuôi này sẽ vào khoảng tầm 10k này, một quả bóng 20W này rơi khoảng tầm 50k thì đã là 60k rồi, một đoạn dây như này nữa, một đoạn dây này em nói rẻ thì cũng phải khoảng tầm gần 100 luôn các bạn, gần 100 luôn đấy. Dây to, dây dài, con này dây chắc khoảng tầm 2 mét luôn đấy. Đấy thì nói chung nó rơi vào khoảng tầm 150, 120, 150 một bộ rồi. Như em bán là chỉ có 60.000 thôi. Giá rất tốt, bao gồm cả dây, cả bóng, cả đuôi luôn nhá. Về là các bác dùng luôn. Và nó có cả cái công tắc tích hợp ở trên phần đuôi luôn này. Các bác có thể bật tắt ở trên đấy nhá, rất là tiện. 60k nhá, một bộ bóng đèn đuôi tím, cả dây, cả đuôi, cả bóng.